Anh là Vũ Duy Cánh, hiện giờ là founder của hệ thống thẩm mỹ quốc tế Canho. Trước khi vào khóa học này thì thực sự là anh là một doanh nghiệp đi lên từ nghề, nên là có rất là nhiều vấn đề về nhân sự. Nếu mà hỏi vấn đề gì thì thực sự rất là nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách, văn hóa, tuyển dụng. Ba cái điều mà anh tâm đắc nhất sau khi kết thúc khóa học là đấy là cái kiến thức mà thầy trao là xây dựng thương hiệu tuyển dụng cho doanh nghiệp, xác định những cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mình trên cái năng lực lõi của doanh nghiệp, trên cái văn hóa, trên cái giá trị cốt lõi để xây dựng lên cái EVP, để làm truyền thông marketing ra bên ngoài để cho mình tuyển dụng những nhân sự phù hợp. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai mà anh nhận được ở trong khóa học này đấy là đánh giá nhân sự dựa theo các cái công cụ mà thầy đưa ra, DISC, MBTI, những cái công cụ để mình nhìn vào để mình biết được những cái ứng viên nào ở cái nhóm tính cách nào và cái năng lực của người ta thuộc ở vùng nào để mình sắp xếp bố trí nhân sự hoạt động tốt, hiệu quả ở trong doanh nghiệp. Lúc khi học thì anh cũng test được cái MBTI đấy để mình biết được là những cái điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình. Để từ đấy mình sẽ có những cái phương pháp để mình điều chỉnh về sau cho nó tốt. Đấy là ba cái giá trị mà sau cái khóa học này mà anh nhận được. Để mà tham gia vào cộng đồng coaching thì thực sự mà trước khi tham gia vào cộng đồng coaching thì anh gặp rất là nhiều vấn đề ở trong doanh nghiệp, kể cả marketing, kể cả về nhân sự, chiến lược, vận hành, mọi thứ là đang gặp khá là nhiều vấn đề. Mà anh đang muốn doanh nghiệp mình sẽ có được những cái thiết kế là một cái mô hình nó bài bản để mà xây dựng những cái doanh nghiệp bền vững phát triển. Anh vào trong cộng đồng Business Master của thầy, BM của thầy là nay là đến tháng thứ 3. Và anh học được rất là nhiều kiến thức, anh chưa học hết cái vòng, cái lộ trình đào tạo của thầy nữa. Nhưng mà mỗi khóa học thì anh đều nhận được những cái giá trị rất là lớn, và đặc biệt hơn nữa là thầy có rất là nhiều case study để mà làm những cái ví dụ để cho mình thấy trong từng khóa học, và những cái kiến thức của thầy rất thực tế, rất thực chín, để mình nhìn vào mình có cái niềm tin tuyệt đối vào những cái kiến thức mà thầy trao cho mình để mình triển khai một cách rất là mạnh mẽ. Doanh nghiệp mình làm nhưng mà chưa có bảo hộ, thành ra là bao nhiêu năm xây dựng thì là lại đang làm cho cái doanh nghiệp khác. Người ta đã bảo hộ rồi và người ta cũng làm cái ngành của mình. Và khi mà học thầy thì việc đầu tiên là anh đập cái gọi như là chuyển giao cái thương hiệu cũ của anh sang một cái thương hiệu mới, để bắt đầu từ cái thương hiệu mới này tái cấu trúc lại nó và bắt đầu đi cho nó vào mô hình bài bản chuyên nghiệp hơn theo các cái kiến thức mà thầy đào tạo. Cộng đồng Business Master là một cộng đồng rất là chất lượng. Anh thì cũng học khá là nhiều nơi rồi, nhưng mà cộng đồng Business Master là một cộng đồng rất là chất lượng. Anh chị em đều là những anh chị em làm doanh nghiệp và có cái sự chia sẻ, có cái sự giúp đỡ, hỗ trợ nhau ở trong cộng đồng. Đấy là một cái tinh thần của những người doanh nhân trẻ mà anh cảm thấy rất là tuyệt vời. Khi mà tham gia vào với anh em thì anh cảm thấy là mọi người ở trong cộng đồng rất là năng lượng, rất là giỏi. Cái tinh thần học tập, đổi mới, sáng tạo không ngừng ở trong cái văn hóa của các anh chị em trong Business Master là đấy là một cái tinh thần rất là tuyệt vời. Và khi mà anh vào trong đấy anh học thì anh được cộng hưởng cái nguồn năng lượng đấy, thì cái hành động của anh, cái sự phát triển của doanh nghiệp của anh cũng tốt hơn rất là nhiều. Đối với thầy Tony Dũng thì anh cảm thấy thầy là một người vô cùng tâm huyết, vô cùng chân thực, và thầy có một cái sự cho đi rất là cao. Đặc biệt hơn nữa mà mình thấy ở thầy đấy là một cái sự gần gũi với học viên, chia sẻ, hỏi đáp. Hay là có những hôm mà anh nhắn tin cho thầy khá là muộn, thầy vẫn check tin nhắn và vẫn trả lời cho anh. Đấy là một cái điều anh cảm thấy rất là tuyệt vời. Và nếu như được gửi lời một lời gì đấy với thầy Dũng thì anh chỉ mong rằng là thầy có thật là nhiều sức khỏe để làm sao luôn luôn truyền cảm hứng, truyền động lực, trao thật nhiều tri thức cho thế hệ trẻ, thế hệ doanh nhân Việt Nam.